Rồi chào mừng cả nhà mình đến với kênh YouTube của Hải nha. Thì hôm nay là một ngày chủ nhật, mấy đứa nhỏ nó không đi học ở nhà luôn nha. Nhưng vì công chuyện bận quá, mình làm một món ăn này ngon, dễ, rẻ và nói chung là dễ làm, thuận tiện. Đó là cơm chiên nha. Và mình có những thành phần như sau nha. Ở đây cái chảo mỡ này không phải là để mình trực tiếp chiên cơm đâu nha cả nhà. Mình lát mình sẽ thắng mỡ nha. Thắng mỡ xong mình có cơm nguội, ở đây mình sẽ chiên cơm. Đó. Chiên cơm phải có tép mỡ nha. Rồi bên cạnh đó nha, mình để ăn kèm với cơm chiên cho nó phong phú và thú vị nha. Đây cái món này, gia truyền nhà mình nha. Đây là thịt cá này dinh là mình bầm mình trộn lộn với nhau nè. Rồi cái này là rau ăn kèm nha. Rồi đây là nước tương, nước mắm. Đây là bên này là nước mắm cốt như nước mắm nhỉ nha. Rồi đây là bột ngọt nè, tỏi băm nè. Rồi đây là hành tím băm luôn nha. Nói chung là mình sẽ làm bữa ăn nó đơn giản, ngon lành ở ngoài vườn của mình nghe cả nhà. Bây giờ mình tiến hành dùm làm nha. Lửa thì mình đã bắt xong rồi nè. Trong là ngày chủ nhật hay thứ bảy gì không biết, Hải là công chuyện suốt nha. Bắt đầu mở ra nước nha cả nhà. Chút nữa mình sẽ làm này, dùng cách mở là mình chiên cơm ăn luôn nha. Lâu lắm rồi không có ăn món này. Nha. Rồi, đây chút có đồ ăn. Ở đây mình thắng mỡ nha cả nhà. Thì đừng dễ xếp mỡ nó vàng ha. Thì mình cho một miếng tỏi vô nha, để cho to cho cái mỡ mình nó thơm nha. Rồi mà vừa thơm mà vừa bảo quản mỡ được lâu nữa nha mọi người. Mình bảo quản lâu á, lỡ có ăn lâu thì nó cũng không có hôi nha. Khi nào mình thấy mà cái mỡ nó vàng lên, cái miếng tỏi nó vàng lên, nó nổi lên là được rồi đó nha. Mình không cần thêm nữa nha. Nè, đó. Mình không cần thêm nữa đâu. Rồi. Bây giờ còn nóng thì mình vớt cả nhà, mình vớt cho nó giòn nha. Đó. Cái này mình sẽ đi chiên cơm mà ăn là nhức nách nha. Quá đã nha. Chiên cá chả ngay cả nhà ơi. Để vô thôi, mình đè liền vậy đó ha, dẹp cho liền, điện thoại vô cùng. Đúng là đàn ông đảm đang có khác nha, làm đủ thứ chuyện hết trơn, không có thời gian nghỉ luôn. Đây, bây giờ thành phẩm là vàng rồi đó. Nói chung là cái miếng nào vàng trước mình đem trước cả nhà. Đây mình bỏ trước á, miếng nào bỏ trước là vàng trước nha. Đó, vàng trước mình cắt ra trước. Đây. Vàng đẹp đúng nha. Đây thành phẩm của mình nha. Vàng ôm nha, ngon lành luôn nha. Rồi tiếp tục. Miếng nào vàng nè. Chưa mà vàng hết rồi nha, mình đem ra luôn. Đoạn nha. Bây giờ mình sử dụng cái chảo này là mình chiên cơm luôn nha cả nhà.
lý do mình mới thắng mỡ này, mỡ này mới chiên cá luôn nha, chiên chả cá luôn, nhưng mà mỡ này bảo đảm còn tốt nha. Đó, tại mỡ mới mà. Cái này là hành tím với tỏi nha. Ôi, nó thơm. Mùa cảm mùa Covid ăn hành tỏi nhiều tốt khỏe nha bà con. Cái này mình để cho nó vàng một chút nha, thì mình mới bỏ cơm vô mình chiên nha cả nhà. Thì nói chung đi cũng lâu lâu rồi mình chưa ăn lại cơm chiên nha. Bây giờ bữa nay mình chiên mình ăn thử rồi sao nha. Mà đặc biệt ra mày bà này ăn cơm chiên. Càng vàng nó càng thơm nha. Rồi bây giờ mình cho cơm nguội vào nha cả nhà. Bây giờ mình cho miếng bột ngọt rồi cả nhà, bây giờ mình cho miếng đường ha. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái nước tương nha. Đó, nước tương mình để cho nó ướt ướt lên nha, cũng dễ tan thôi. Ngon cả nhà ơi. Thích cái là mình chiên cơm là phải cho nó có khét khét dưới nè, vậy nó giòn nha, nó giòn giòn thơm thơm ăn nó mới ngon nha. Còn thì anh em mình niêm nước mắm nha, còn Hải thì hãy niêm nước tương nha, cho có độ mặn nó vừa phải thôi. Còn anh em mà muốn ăn nó thêm chút nữa cái mình làm miếng nước mắm nha, mình chan lên với cơm gan thì ăn thôi tuyệt vời nha. Phải để gì xuống đi cho nó khác khác cái bề kia chút xíu, ăn nó ngon nha, nó thơm. Ai chê cũng được nhưng mà mình khoái ăn vậy đó. Chiên chiên mà nó có cùng cháy nha cả nhà. Đó, có cùng cháy nè, ăn nó giòn giòn xốp xốp, ngon lắm nha, có thơm thơm nha. Đó, chiên phải gì nè. Giờ mình thêm miếng cái mỡ cả nhà. Mấy cái nhỏ đó, tại đó này bây giờ đó. Lửa mạnh nha, lúc này là cần lửa mạnh nha. Thì cơm mình á là cuối cùng nó lượng cơm cháy nó nhiều lắm nha, mà nó giòn nó thơm ăn nó đã. Bây giờ ăn cơm đi mấy đứa ơi, tập trung cơm đi nha. Nhìn cho chiên giá cá gì ngon quá vậy. Rồi hãy chào lại cho đình mình nha. Con kính chào quý ông bà cô bác. Con kính chào quý ông bà cô bác. Bây giờ thì bữa trưa của Hải là với các con Hải nha, là ăn cơm chiên đó, cơm chiên với mình ăn cơm chiên rồi với chả cá nha, chả cá mà dinh chiên đó. Có muốn ăn miệng rồi mình đâu phải ra phải trái cây nha, nắng nóng tụi nó phải ăn trái cây mà mình ngâm tủ lạnh mát mát đó. Còn cái này là nước mắm mình nha. Còn đây cái phần này là cái phần dưa chua với cà chua ha, ăn cho nó thức ăn kèm nữa nha. Bây giờ Hải mời cả nhà nha. Ê, xuống món ăn cơm đi con. Ăn nè, cơm đi. Con cơm đi. Rồi ăn được á, ăn đi. Ừ, con ấy không? Thấy rồi. Ừ, ngon. Lớn rồi, tự ăn đây. Ừ. Chào bà bác ơi. Rồi, có xuống món ngồi ăn đó nha. Trời ơi, ngồi nha. Chút tẻo đi đó. Ừ, ngon cả nhà. Con mời quý ông bà cô bác ăn cơm. Con mời cha ăn. Rồi. Con mời quý bà bác ăn cơm mà cha. Ăn cơm đi. Cuối cùng khi mình xúc ra nha, xúc qua đĩa. Trên này vẫn còn mềm ha, nhưng bạc đặc biệt dưới này ha. Có cùng cháy, thơm. Giòn, ngon.
Hồi xưa mà được con ăn gì là ngon lắm rồi nha. Cái bánh mỡ này nó là ăn nó giòn hơn, giòn hơn. Đó. Con mời quý ông bà cô bác ăn chả cá. Chả cá dài không á? Ờ biết rồi, chả cá. Dạ. Tuyệt vời. Chả cá của cha làm nó dai dai ngon sao cha? Cái này có mỡ nè, có thịt nè. Chả cá nhà mình làm ở cả nhà. Đúng rồi. Chả cá nhà Hải nha. Hãy mời cả nhà nghe, không ăn mình ăn trước hả? Ừ. Ừ, dai. Đúng không? Tuyệt vời. Ủa mình đi lấy luôn muỗng này ta. Đi muỗng. Nặng gì đó con? Ăn tới đâu rồi? Đó. Trời cũng chịu múc nó. Ờ lấm. Múc không được, bóc con tay luôn, lấm luôn. Ăn ơi, ăn ơi, con ơi. Mấy người cũng đợi. Ừ. Nội có thấy cái đầu không? Chút xíu à. Ăn miếng cà chua vô cho nó. Chỉ mơ cà chua mà. Mơ cả hết ra. Nè mấy đứa con á, cho ăn nước mắm thêm nè. Cho nước mắm vô thêm cho trong cái tôm chiên mình đó. Ngon tuyệt vời nha. Dạ. Thử rồi. Bóc lên đi rồi. Ăn miếng vô chua kèm theo cơm này là ngon hít đất luôn á chà. Đúng không? Mình chưa cho làm ngon thiệt luôn. Quan trọng của phần cơm chiên nha. Chiên gì mới ngon á. Có cơm cháy mới ngon. Đoàn tan. Mình chưa cho làm ngon. Thôi đã. Cơm chiên đúng rồi. Thì chơi với nhà. Sáng răng để cho mà ăn cái này nó ngon quá. Rồi quá. Chả cá con chơi làm rồi con hết ăn hết luôn á. Nó dài dài. Ngon, dạ. Rồi mình lấy cái tay này mình ướt đá nha. Đây là một cái tách cà phê sữa đá nha. Mình ăn cái giác này nè, đi ăn cái đồ chiên nè, uống cà phê sữa đá ngon tuyệt vời nha. Hãy mời cả nhà mình. Nó đã gì đâu, Sư Mô nhìn là nó biết nó muốn phái món này rồi. Rồi rồi con ngồi đó đi. Ngồi đó đi, để xuống cho con hút. Đó. Hút đi. Rồi hút nó đã gì đâu nha. Đứa nào ăn, đứa nào hút thì tự hút. Dạ. Ừ. Ngon rồi. Mà hút cái cạn đầy luôn á. Trời thấy không? Đưa cho. Tôi mua đưa cho đi. Hút nhiều được rồi. Rồi. À, hết rồi. Đây, chút đấy, ăn hết thì ăn hết. Ngon không? Ăn chưa hết mà gần no luôn. Chả cá quá ngon. Cơm chiên cha làm cũng ngon á. Biết cha làm sao không?
Không, con còn lấy bà con làm. Hy vọng con mình nó làm được mình ăn cả nhà. Cái nít bây giờ mình không tin tưởng đâu. Thời tuổi cả lớn lớn như mình á thì con nít nó giỏi lắm, mà gì cũng được nha. Còn nít giờ mình không hiểu sao vậy. Ngon không con? Ngon. Ồ. Thơm không? Không? Lớn rồi làm đi, cha đi đâu đi theo đó là phụ làm chuyện nha. Con ơi. Con những cá ngon thiệt. Dài. Dùng cơm xong rồi nha. Bây giờ mình chuẩn bị mình ăn tới cái món trái cây là mình giải tán luôn hai gia đình ơi. Đó, mình sẽ đặt nó ngon ngon nha. Đó nè, cha cho Simo nè. À cây. Nhanh. Nổi gần gì đã ngọt. Nói chung mà mình cũng mới uống miếng cà phê sữa đá cái mình mới ăn trái cây nha. Ăn tách cho mô. Mình đi ăn đi. Chung là Hải cũng mời cả nhà mình ăn mặn nha. Không. Rồi. Rồi, Hải mời cả nhà nha. Con mời quý ông bà cô bác ăn nha. Ngon ăn đi con. Ăn nó mấy đó. Ngon. Cái này mình để trong tủ mát rồi. Ai mà ăn mát. Ăn mát rồi. Mà có bác ăn mặn. Mắc lạnh luôn à. À. Cho đây cho em đi em không mà coi kẽ đi rồi. Màu chạm chạm ăn bye bye luôn à, ăn bà bác luôn không. Ông bà cô bác ơi, đến đây á, clip của cha con đã kết thúc. Nhưng mà nếu ông bà cô bác á, thấy clip này á, hay, thú vị thì ông bà cô bác hãy like và đăng ký cho kênh của cha con để cha con có động lực ra thêm nhiều video mới cho ông bà cô bác xem. Con cảm ơn ông bà cô bác. Rồi, tới đây thì đại gia đình Hải ha. Tạm biệt cả nhà mình nha. Ôi, tạm biệt quý ông bà cô bác. Tạm biệt quý ông bà cô bác. Rồi, hẹn cả gia đình mình ở clip sau. Tạm biệt, xuống mô tạm biệt cả nhà. Đó, dân này tạm biệt cả nhà. Rồi, thôi nghe.